kính chào các đại ca. Thì có một đại ca có nhắn cho em hỏi một câu hỏi là: đại ca Hoàng ơi, thế thì trong nghề môi giới của anh em mình thì là cái việc gì là quan trọng nhất, việc gì mà chúng ta cần phải tập trung nhiều nhất để mà đạt mục tiêu là làm thế nào để chốt được nhiều nhà. Kính thưa các đại ca, trong quá trình mà quan sát nhiều đại ca môi giới làm việc thì em thấy rằng là phần lớn những cái đại ca mà không có nhiều giao dịch, không chốt thành công thì các đại ca ý mắc nhiều lỗi lắm, nhiều đủ kiểu luôn. Ví dụ như có những cái đại ca thì chịu khó là đi tìm nhà cho khách, rồi có những cái đại ca thì chịu khó là đi săn hàng mới, rồi có những cái đại ca chịu khó là đi ngồi cà phê với khách hàng. Nhưng mà tổng hợp lại là nếu như mà chúng ta muốn có nhiều giao dịch thì có những cái việc gì chúng ta cần phải tập trung làm, giống như là các đại ca đi tán gái chẳng hạn. Thế các đại ca mới hỏi em một câu là: bây giờ ông anh Hoàng ơi, làm nào mà chén được nhiều em nhỉ, làm nào để hút được nhiều em? Thì câu chuyện là ở đây là chúng ta cần phải phân biệt được là cái việc gì chúng ta phải làm đầu tiên, vì quy trình để đạt được một cái kết quả ra một cái gọi là cái ví dụ, chúng ta muốn có một quả vải đi, thế bây giờ muốn có quả vải thì nhiều đại ca không phân biệt được đâu là việc gì trước việc gì sau, và họ ví dụ họ quan sát được, họ thấy rằng là cái người trồng vải ấy, họ tưới nhiều nước thì sẽ có quả, thấy cái người đi trồng vải tưới nước và họ cũng bắt chước họ cũng tưới nước, rồi thấy cái người trồng vải đi phun thuốc sâu có khi cũng lại đi phun thuốc sâu, rồi thấy người trồng vải đi bón phân họ cũng đi bón phân. Nhưng mà bà không hiểu tại sao mà tôi bón nước tưới cây rồi thì bón phân mà tại sao nó lại không ra quả, anh em hình dung không? Thế thì câu chuyện là nghề môi giới của anh em mình cũng vậy, thì rất nhiều đại ca mắc phải cái bệnh là làm thế nào mà có được muốn mong muốn có chốt được nhiều giao dịch, nhưng mà cứ quan sát người khác học và bắt chước những cái hành động đó mà họ không biết rằng là cái việc gì quan trọng nhất chúng ta cần phải bắt đầu làm và kiên trì làm để dẫn đến những cái việc tiếp theo. Thế thì câu chuyện là trước khi chúng ta tưới nước, trước khi chúng ta làm đất, trước khi chúng ta bón phân, rồi trước khi chúng ta hái quả thì rõ ràng là chúng ta phải có hành động đầu tiên là chúng ta phải gieo hạt. Khi không có hạt thì không bao giờ có cửa, là chúng ta tưới nước nó cũng chả có tác dụng gì cả, chúng ta có bón phân cũng chẳng có tác dụng gì cả, vì có hạt đâu, bón xuống đấy thì tưới xuống đấy thì được cái gì đâu. Đấy, thì giống như các đại ca muốn chén được nhiều em, muốn có nhiều gái chẳng hạn, thì câu chuyện ở đây là cái việc đầu tiên chúng ta phải xác định được việc làm gì. Thì kính thưa các đại ca, là ví dụ như các đại ca muốn có gọi là chén được nhiều em, có nhiều người yêu chẳng hạn, thì rõ ràng cái việc đầu tiên các đại ca cần phải làm nhá, nó không phải là các đại ca nhiều tiền, không phải là các đại ca hot hay, không phải là các đại ca biết nhiều chỗ đi chơi gọi thú vị, mà câu chuyện đầu tiên các đại ca phải làm là phải nhắn tin gọi điện làm quen với thật nhiều em. Anh em mình chung không? Thế bây giờ muốn đi có chỗ để ngon, chỗ gọi là hấp dẫn để đi, nhưng mà không có em nào để rủ đi thì làm sao mà tán được nhiều em được? Rồi thì có hot hay đến bằng giời, nhưng mà không gặp gỡ nhiều em thì hot với ai? Ai nghe, đúng không? Đấy. Thế thì câu chuyện làm nghề môi giới của anh em mình cũng thế. Thì muốn chốt được nhiều căn thì rõ ràng là các đại ca phải làm sao? Làm thế nào để liên tục marketing để tìm kiếm khách hàng? Anh em mình dùng cái việc thực hiện việc quảng cáo tìm kiếm khách hàng nó là giống như việc chúng ta gieo hạt. Anh em mình dùng không? Lúc đó khi chúng ta gieo hạt rồi thì những việc còn lại ví dụ như chốt sale giỏi, sàng lọc nhà ngon, tất cả những cái việc đó nó mới có ý nghĩa. Vì khi chúng ta không có khách cho nó chốt sale cái gì, chúng ta không có khách cho nó lọc nhà ngon cho ai, anh em mình dùng không? Đấy. Chúng ta chăm chỉ để làm gì trong khi chúng ta không có khách hàng? Đấy. Thì cái việc quan trọng nhất là chính là việc chúng ta gieo hạt, chính là chúng ta hàng ngày phải ngồi đăng tin, đăng bài quảng cáo marketing để tìm kiếm khách hàng. Nhiều đại ca rất lười cái việc làm marketing, vì nhiều khi chúng ta marketing ở trên internet thì nó hơi nhiều ông máy tính nó kém nên ngồi làm nó lâu. Thì kính thưa các đại ca là bắt buộc phải giỏi nhá, riêng làm môi giới bắt buộc phải giỏi marketing, bắt buộc phải có kỹ năng tìm kiếm khách hàng tốt. Vì khi chúng ta có nhiều khách hàng thì chúng ta sẽ nhiều người gọi điện đến cho mình, và khi họ gọi đến cho mình thì mình phải tìm sản phẩm phù hợp để tư vấn. Thì rõ ràng khi mình tìm nhiều thì mình sẽ có nhiều căn ngon ở trong đầu. Rồi khi mình đưa khách đi nhiều thì mình sẽ gặp chủ nhà nhiều, mình sẽ biết được
cái quy trình xin phí mình bị lừa nhiều, bị bung phí nhiều chẳng hạn, thì kỹ năng phòng tránh bung phí của mình nó cũng tăng lên. Rồi mình tiến hành giao dịch đàm phán nhiều, có nhiều khách mà, thì cái kỹ năng đàm phán của mình nó cũng tăng lên. Rồi khi quá trình giao dịch nó xảy ra, nhiều tình huống nó phát sinh, thì cái kiến thức về pháp lý của mình nó cũng tăng lên. Cái gì nó cũng sẽ bắt đầu rất nhiều việc nó phát sinh. Khi cái việc đầu tiên là chúng ta marketing, tìm kiếm khách hàng, càng nhiều khách hàng, càng nhiều kiểu sản phẩm, càng nhiều tình huống chúng ta gặp thì chúng ta càng giỏi. Và lúc đó thì nhiều khách hàng đi xem, nhiều cái đàm phán, nhiều người khách hàng có thiện chí mua, lúc đó cái cơ hội chốt của chúng ta sẽ tăng lên. Đấy, câu chuyện là như vậy. Cho dù một ông có tán gái ngu đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà ngày nào ông cũng lên trên mạng, ông ấy, hoặc là ông ấy ra ngoài đường, ông ấy làm quen, ông ấy gọi là xin số, ông ấy tâm tình, ông ấy trò chuyện, ông ấy tán tỉnh đong đưa, thì kiểu gì thì kiểu nhá, ông ấy sẽ có nhiều người yêu hơn là cái bố mà suốt ngày ở nhà chơi game, chả bao giờ đi giao tiếp với em nào, chả gặp gỡ tán tỉnh em nào, thì không sao mà có nhiều người yêu bằng một cái bố mà bố ấy không chơi game, bố ra ngoài bố cứ đong nó, cứ như em nào xinh tươi là bố ra làm quen. Kiểu gì thì kiểu bố đấy sẽ có nhiều người yêu hơn cái bố ngồi ở nhà. Nên thì cái câu chuyện là bán nhà cũng thế nhá. Ông nào ông cứ ngồi tập trung cho tôi tìm khách hàng ngày nào cũng thế. Sáng ra mở mắt ra dành nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng ngồi đăng tin, đăng bài quảng cáo tìm khách hàng, thì khách ngày hôm nay họ không mua, thậm chí họ khó tính, thì ngày mai mình lại có khách hàng mới. Anh em hình dung không? Rồi cái danh sách của mình nó dày lên. Lúc đầu thì 50 khách, 200 khách, rồi 500 khách, nó càng ngày càng dày lên. Và khi chúng ta có nhà đẹp, chúng ta tìm nhà cho khách này không mua, thì chúng ta có sẵn danh sách hàng trăm khách hàng khác, chúng ta lại lót vào. Thì lúc đấy cơ hội chúng ta mới nhiều hơn. Chứ bây giờ chúng ta không chịu tìm kiếm khách hàng, danh sách khách hàng người mua chúng ta chỉ có khoảng độ 3 ông chẳng hạn, 5 ông chẳng hạn. Thế bây giờ có một căn đẹp về, nhìn 5 ông này nó không đúng nhu cầu, cũng chả biết giới thiệu cho ai cả. Thế khi chúng ta gieo hạt, tức là tìm hành động marketing, tìm kiếm khách hàng, thì cái danh sách khách hàng bên này nó dày hơn. Rồi thì cái nguồn hàng, khi chúng khách hàng gọi đến, chúng ta phải đi tìm hàng để giới thiệu cho họ, thì cái số lượng sản phẩm ngon nó cũng sẽ dài theo. Số lượng khách hàng dài đi, và lúc đó chúng ta giáp với nhau thì sẽ có nhiều cơ hội để chốt, nhiều cơ hội để có sản phẩm phù hợp. Đấy, lúc đó cơ hội chúng ta cũng sẽ tăng lên nhá. Thế kính thưa các đại ca, là câu chuyện là muốn có nhiều giao dịch thì cái việc thường xuyên phải làm liên tục, cho dù có ngu thì cũng phải cố mà giỏi, có dốt về công nghệ cũng phải cố mà giỏi, bắt buộc phải giỏi. Đại ca hình dung không? Thì lúc đó cơ hội để thành công với nghề môi giới các đại ca mới có nhá. Thế thì chúc cho các đại ca tập trung giỏi kỹ năng marketing, có thật nhiều khách hàng, và lúc đó thì cơ hội thành công trong nghề sẽ cao hơn. Cảm ơn các đại ca rất nhiều. Các đại ca thấy hay thì đăng ký cho em nhá, chia sẻ cho em. Dạo này video cũng hơi lười làm nên là cũng ít người xem, nên là nhìn những ít người đăng ký này hơi buồn. Kính mong các đại ca thấy hay, các đại ca chia sẻ cho em thật nhiều nhá. Nhiều người xem thì em có thêm động lực em ra video hơn. Cảm ơn các đại ca rất là nhiều.